Tin mừng theo Thánh Matthew. Khốn cho ngươi hỡi Khoradin, khốn cho ngươi hỡi Bethsaida, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. Đức tin cũng cần được tôi luyện. Một giáo dân khô khan không chịu đi lễ nhà thờ. Khi linh mục hỏi lý do, ông lý luận rằng: nếu khi tôi đi lễ, trộm vào nhà lấy tài sản của tôi, cha có đền cho tôi không? Vị linh mục trả lời: vậy ông có tin rằng Chúa gọi ông đi lễ là để bảo vệ mạng sống của ông không? Trong bài Tin mừng hôm nay, khi lên án hai thành Khoradin và Bethsaida, Đức Giê-xu kết án thái độ cứng lòng tin của họ trước lời rao giảng và những phép lạ người làm. Đây cũng là một cảnh báo cho mỗi người chúng ta. Hằng ngày chúng ta được tham dự thánh lễ, được nghe lời Chúa dạy bảo, nhưng chúng ta có thực sự hoán cải? Chúng ta có thực sự đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa? Chúng ta giống người dân trong thành Tia và Sidon, hay dân trong thành Khoradin và Bethsaida? Lạy Chúa, chúng con thường dễ nản lòng mỗi khi gặp gian nan thử thách. Xin nâng đỡ niềm tin của chúng con.